Rồi, chào tất cả anh em trên toàn nước á. Sáng giờ 7 bộ mà mới mài được có 6 bộ thôi. Đây, mình chuẩn bị là mình dao. Coi cái da cái to to. Có hai cái dao nét này nó to. Để mình tìm ra. Đây, hai con 14 là con dao sổ của máy tị Lục Bình nhé. Này là phi 14 này. Đấy. Phi 14. Đây. Nó đi với cái cặp này. Đây. Rồi anh em có nhu cầu thì cứ alo cho mình nhé. Còn một con nữa đâu. Hết rồi. Đây. Trong đây có hai con gọt nó hơi to là vì nó đi theo máy tiệm Lục Bình. Một con này. Hai con này. Còn là hàng ba những con xăm cầu thang rồi các kiểu là đi theo cặp hết. Rồi anh em có nhu cầu về dao như thế này. Đây. Một con sổ, một con gọt là dao mình thế này. Đấy, một con sổ, một con gọt. Anh em có nhu cầu thì alo cho mình nhé. Đó. Mình là dao bán cả nước luôn. Anh em cứ có nhu cầu thì cứ về dao chấp hình mà hai dao mà dòng hệ này giống máy mình bán mà hai dao đứng nghiêng độ nghiêng của nó là 35 độ như thế này thì anh em cứ alo cho mình đó. Thì anh em cứ alo cho mình thì mình mới báo giá được. Đấy là mài cái này là gần một ngày của mình đấy. Nếu mà mài thêm con này nó chắc khoảng tới tới 5 giờ, cứ trung bình một tiếng là mình mài một bộ. Đấy. Khóa như vậy rất là lâu anh em thấy không, bo như này. Đấy. Này nó béo nhá, này cạo lông nó đứt nhá, mình mài như vậy là có thể cạo cạo lông tay nó đứt luôn anh em nhá, như dao lam á. Đấy rồi anh em cảm thấy mình đang cần những cái dòng dao như thế này. Đây máy tị Lục Bình đây, con dành con dao sổ này, con dao gọt, con dao gọt của Lục Bình thì cái này mình làm nó to hơn một tí ha. Có thể là to hơn nữa, tại Lục Bình đường nào anh em làm anh em cũng chích tay lại, không thể nào mà một con dao mà anh em làm mà xong được ha. Anh em làm đằng nào cũng phải đưa con cái tay vào, anh em hàn cái cánh gà như thế này này. Đấy. Ha. Anh em đặt cái V lên đấy, anh em lấy dao làm tay chẳng hạn, em thí dụ đi, anh em chích lại những cái khe cho nó chi tiết một tí là ok đấy. Còn về máy thì anh em cứ alo cho mình về máy chép hình nhỏ nhất cho tới lớn nhất, Lục Bình to nhất có thể, anh em muốn loại Lục Bình to cái nào bên em đáp ứng được. Hoặc là máy máy tiện chân, máy tiện cột nhà. À. Anh em thấy không? Mài một con dao như vậy không có đơn giản anh em nhé. Sau này anh em về mà nó cùn thì anh em chỉ được phép mài trong ở đây thôi. Mài mép trong không được mài mép ngoài nhá, mép ngoài là mép chuẩn. Cái này là mà cái này là mặt chuẩn nhá. Anh em cùn chỉ mài mép trong, mài chừng nào nó xuống tới đây. Anh em lại phá theo cái hình mẫu của em, anh em phá ở đây lại mài tiếp chừng nào nó xuống. Nó hết cái cây dao anh em bỏ. Đấy ha. À. Rồi. Thì mình có số điện thoại mình thì mình để trên bài luôn. Đấy, trên mô tả luôn. Rồi cái số điện thoại đó cũng là Facebook của mình, cũng là Zalo của mình. Đấy. Mình có Facebook, Zalo và YouTube. Rồi anh em có nhu cầu cứ alo cho mình nhá. Cái này là phi 14 này. Máy lớn thì mình xài phi 14. Còn máy mà làm đồ nhỏ, hàng bình thường nhỏ nhỏ thì là hai con 12. Còn nếu mà máy tị Lục Bình thì một con 14, một con 12 nhá. Đấy, con dao sổ và con dao gọt. Rồi, chào anh em.